Ngày hôm nay dẫn mọi người đi xem lô đất kế bên khu du lịch Đồng Xến Farmstay ở xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Lô đất có diện tích là 5 x 55, có 100 mét vuông thổ cư. Đây là khách du lịch thì thường là rất là đông vào dịp cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Ngày hôm nay là ngày thứ tư thì vẫn có một lượng khách đến chơi. Thì đường đường này là trải nhựa hai đầu rồi. Và hiện tại thì khu vực này nhà dân thì ở hai bên đường khá là nhiều. Đây, nhà dân ở khá là nhiều nha. Và bây giờ mình đến ngã ba này á, là mình đi thẳng ra là đường DT744. Còn mình quẹo phải là đến khu du lịch Bằng Lăng Plambin. Khu này cực kỳ đẹp luôn, đẹp nhất ở huyện Dầu Tiếng mình luôn. Bây giờ là mình đi thẳng một chút xíu là tới đất nha. Con đường này đường sỏi đỏ thì dự kiến là cuối năm nay sẽ làm nhựa luôn. Và đây là vị trí đất. Thì đất có diện tích là 5 x 55, có 100 mét vuông thổ cư. Giá chỉ có 430 triệu. Và đây là giá rẻ nhất ở khu vực này luôn nha. Không có một lô thứ hai nào, một khu vực thứ hai nào giá như thế này. Thì mọi người quan tâm thì liên hệ cho mình số điện thoại 0936 419 555.